Ok, xin chào em. Thì hôm nay bên Ngọc Việt Shop em mới về được một ít hơn gần 40 em dòng bếp ga mini phục vụ cho anh em ăn lẩu hoặc đi du lịch. Thì tất cả các dòng bếp ga này là bếp ga hàng Nhật Bản đã qua sử dụng tại Nhật Bản và được chuyển về Việt Nam em nhé. Đấy, còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Có những con mình bóc ra mình kiểm tra đồ. Thì nó có thập cẩm nhiều các hãng lắm. Thì bên em thì không quan trọng về hãng nào, toàn hàng bãi luôn. Đây những cái hàng mà bên em chưa vệ sinh, nó còn nguyên bản bên Nhật chuyển về anh em nhé. Hình thức thì bọn này nếu mà anh em bác là mà thích hàng mới thì bỏ qua sản phẩm này, vì dòng sản phẩm cũ hình thức thì nó không đẹp, bởi vì dòng bếp ga này các bạn sử dụng thì thức ăn thức uống nó thứ nó hay bị bám, nó sẽ gây hết dễ bị han gì. Đây những dòng nguyên bản mà em chưa vệ sinh em nhé, anh em nhìn. Đấy. Những cái này thì bên mình sẽ đánh ráp đi và sơn xịt bóng lên thì nó lại đẹp mini luôn. Đây, quan trọng cái chất lượng của cái dòng là cái độ điều áp này. Đấy. Rất là ok, lửa rất xanh và đẹp, tiết kiệm ga so với dòng khác tiết kiệm khoảng tầm 23% em nhé. Em nhìn. Đấy, sơ lược qua một số hình thức cho anh em để anh em biết được cái hình thức chung của cái dòng này như nào. Đấy, một số anh em thì mua về để sợ bổ chê sau han thì dấu xí này. Đây là hàng nguyên bản là bên em chưa vệ sinh nhá. Đấy, khi vệ sinh về thì bên em sẽ sơn xịt sạch sẽ đẹp luôn cho anh em. Tất cả bằng lắp hết luôn. Đấy. Mình sơ sơ qua cho anh em để anh em hình dung qua về cái dòng sản phẩm này. Bởi vì dòng sản phẩm này thì một số anh em chắc cũng chưa quen thuộc với dòng sản phẩm mini này. Vì dòng mini này nó ít về lắm. Còn dòng bếp ga to thì với em về thường xuyên. Đây. Đấy, tất cả sẽ vệ sinh sạch sẽ. Đấy. Cho anh em. Và anh em thì sử dụng và em sẽ căn chỉnh vệ sinh biết rồi là hệ thống van điều tiết ngon lành, anh em về chỉ sử dụng thôi. Thế còn bác nào muốn mua nguyên này về làm để lấy công thì em cũng bán cả. Đấy. Thì tất cả các dòng bếp mini này, đấy, bên em sẽ dọn sạch sẽ, sơn xịt, căn chỉnh hoàn hảo cho anh em. Đấy, và giá bán cho người dùng, đấy là trung bình từ 300 đến 350 nghìn một em anh em nhé. Còn em nào mà mua nguyên bản này về tự dọn thì giá sẽ rẻ hơn. Thì đây là ví dụ một cái con mà bên em đã dọn dẹp, ví dụ đờ mô cho anh em là bên em sẽ sơn xịt sạch sẽ rồi tương đối qua cho anh em. Đấy, ví dụ đây. Đấy. Bên mình sẽ sơn xịt qua. Đấy. Phần dưới này sẽ là sơn bình thường, mà phần trên này ví dụ những cái béc này bị em sẽ sơn là sơn chịu nhiệt nhé. Đấy, để anh em dùng yên tâm. Đấy. Ví dụ cho anh em này. Đấy. Nói chung là mình vệ sinh qua trông nó cũng đẹp, vì thực ra cấu tạo của bếp ga nó không có gì, một cái bộ điều áp đây, cái bộ ống ga đánh lửa ấy thôi, béc đây. Đấy. Chủ yếu là han gì ở vị trí này thôi. Đấy. Vị trí này thì mình sẽ sơn lại sơn thường, hoặc vị trí như cái béc này ấy mình sẽ sơn chịu nhiệt để nó chịu được cái nhiệt độ khi bạn sử dụng luôn. Thì dòng này thì anh em dùng bếp ga bình ga bình thường dân dụng ở Việt Nam mình nha anh em, ok luôn. Thì tất cả anh em đã căn chỉnh về vệ sinh chiều sử dụng thôi. Đấy, anh em nhìn lửa xanh đẹp luôn anh em nhé. Ở đây mình hơi gió một tí. Đấy. Bé lại cho anh em nhìn rất đẹp luôn. Đấy. Cái đầu nó đang bẩn, nó cháy xong rồi nó sẽ hết ngay anh em nhìn. Đấy, sạch sẽ đẹp nhá. Đấy. Đây là một con bên em đã hoàn thiện rồi cho anh em. Đấy, anh em về chỉ việc sử dụng thôi. Vấn đề em chưa, nhưng em chưa sử dụng thì giá trung bình cái dòng này tầm 300-350 nghìn tùy con anh em nhé. Đấy. Nếu anh em mà đi mua bếp mới thì giá dòng bếp cũ này có thể đắt hơn cả dòng bếp mới cơ, nhưng mà anh em đảm bảo chất lượng, độ bền nó cao, tiết kiệm ga luôn anh em nhé. Đấy, dòng sản phẩm này dành cho anh em nào thích chơi hàng cũ thôi. Còn anh em muốn chơi hàng mới thì anh em có thể mua cái dòng la trên mạng rất là nhiều, các trang thương mại rất điện tử rất là nhiều dòng. Ok. Anh em có liên hệ mình qua số điện thoại 0979 665 264. Xin chào người những video sau.